Quang Tùng xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi những điều quan trọng đối với Pi để chúng ta khỏi hối tiếc. Thưa quý vị, đến hôm nay chúng ta đã nghĩ rằng Pi sẽ thành công thực sự. Cuộc thi hát thông đang diễn ra rất sôi nổi trên toàn cầu. Hàng nghìn cá nhân, tổ chức đã tham gia xây dựng hệ sinh thái Pi. Sự phổ biến rộng lớn của Pi ngày càng được nhân rộng trên toàn cầu. Ước tính đến Mennet vào tháng 12 sẽ có khoảng 30 triệu người tham gia tích cực. Pico team đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị công bố cuộc thi hackathon. Sau đó là tổ chức KEC toàn diện cho toàn bộ Pioneer. Chúng ta có nhiều cách để KEC và không cần lo lắng. Hàng trăm nghìn nốt đang chờ đợi được phê duyệt. Các ông lớn như Tesla, Amazon, và một số tập đoàn lớn đang chú ý đến Pi. Phải nói rằng Pi đang thể hiện được những điều kiện tốt nhất cho một thế hệ tiền mã hóa tiến bộ nhất trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay. Chưa có một dự án nào được chú ý đến như vậy. Quả thực, Nikolai là một bộ óc siêu việt. Ông ấy đã dành 10 năm để chuẩn bị cho dự án Pi Network. Những gì Bitcoin và Ethereum chưa làm được đều có sẵn trong Pi. Một trung tâm giao dịch thương mại toàn cầu với công nghệ blockchain tiên tiến nhất, tốc độ, bảo mật, hệ sinh thái, tính nhân văn cao cả đến với mọi người dân trên thế giới. Giá trị của Pi là vô hạn. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ hiểu được phần nổi của tảng băng Pi Network. Mọi thứ còn đang chờ đợi ở phía trước. Khi Pi Network chắc chắn rằng nó sẽ là một sự kiện lớn trên thế giới. Blockchain riêng biệt của Pi sẽ hạ gục tất cả những đồng tiền mã hóa thế hệ trước. Pi thật sự to lớn trong ngành tiền mã hóa hiện tại và có thể là hàng thập kỷ sau, Pi vẫn là số 1 về công nghệ. Và số lượng người dùng đông đảo như hiện nay, nó sẽ nhân lên đến hàng trăm triệu người trong năm 2022. Số lượng người dùng khổng lồ này là một lượng tài nguyên béo bở cho các sàn giao dịch quốc tế. Sau Menet, các ứng dụng thương mại, dịch vụ tích hợp trong Pi bắt đầu khai mở ra một cuộc sống mới trên toàn cầu. Pi sẽ tạo ra nhiều ngành nghề mới, tạo ra việc làm mới và nhiều người nghèo sẽ có cơ hội đứng lên bởi Pi. Bitcoin đã trải qua 10 năm, hiện đang là 50.000 đô, bạn đã mất cơ hội. Ethereum đã trải qua 7 năm, hiện đang là hơn 3.000 đô la. Chúng ta đang đứng nhìn và nối tiếc công nghệ mới với blockchain rộng lớn, cách khai thác trên thiết bị di động, không tốn năng lượng. Điều này các doanh nghiệp đang rất chú trọng. Để so sánh thì Pi đã vượt Bitcoin và ETH về công nghệ, sinh thái và số lượng người dùng. Nói không qua, Pi sẽ nhanh chóng vượt qua Ethereum chỉ trong 3 năm. Đó là tính thận trọng. Bây giờ, chỉ là cách suy nghĩ của bạn về quá khứ đã xảy ra và tương lai của bạn là gì? lịch sử sẽ lặp lại và cơ hội mới rất hiếm hoi này bạn có nhận ra hay không? Thưa quý vị, xin chia sẻ một bài viết quá hay từ một bạn trên Facebook tên là Đức DM Nguyễn. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm. Nguyên văn bài viết như sau. Nhiều đứa nói Pi là coi rác. Trên sàn có 10.000 crypto với gần 2.000 coi có blockchain nền tảng. Thì Pi đâu là cái gì đâu. Họ không biết rằng hầu hết các crypto đó clone và là dẫn xuất chỉ từ vài chục coi gốc. Về mặt công nghệ, gốc gác của Pi là Stella.org, tức là đồng XML và Ripple.com, XRP, đã là hệ thống thanh toán chuyển tiền global, mạng lưới các công ty cỡ lớn, American Express, Bank of America, Standard, Chartered, sử dụng để chuyển tiền. Stella thì có mạng lưới ở các công ty thành viên như IBM và cộng đồng mã nguồn mở khá lớn thú vị. Công nghệ này đã đi trước khẳng định trong thực tế từ những năm 2014, cách đây những 7 năm. Pi không thể thất bại, ngay cả H3Coin, Hedera.com có liên minh với các big company như Boeing, Google, LG, Deutsche Telecom Tata đã nêu bật về tốc độ và khả năng xử lý 5,94 giây, 10.000 transaction trên giây, mỗi ngày có 5 triệu giao dịch cũng sẽ không thể nào bằng. Đó là vì hệ thống nốt của Hedera là riêng tư, vẫn đang phát triển và chưa phân tán kiểu bán phần như Stellar, semi hay sau này sẽ là phân tán hoàn toàn như Pi, Full distributed dù sao cuộc chạy đua vẫn đang tiếp diễn. Trong lĩnh vực cryptocurrency, kẻ nào được đám đông chấp thuận hơn, tính phổ cập cao hơn thì khả năng giành thắng lợi sẽ lớn hơn. Pi hiện tại vẫn chưa là gì hết. Nếu về nó quá sớm thì vẫn có người nói rằng cầm đèn chạy trước ô tô. Dù thật sự nó đã cho thấy là một ứng cử viên rất sáng giá và danh giá từ Đại học Stanford. Đầu tư thì phải có giác quan nhạy cũng như đủ kiến thức để thấy trước viễn cảnh luôn luôn là trâu chậm uống nước đục rồi người ta sẽ phải chứng kiến mà thôi. Cuối năm Pi sẽ có khoảng 24 triệu member tích cực không bỏ lỡ quá 3 ngày bấm nút set. Thật sự đăng ký đã trên 50 triệu, con số này vẫn chưa đạt như mong đợi của dự án là 100 triệu, Một tỷ thành viên Pi trong tương lai. Nhưng để thấy nó vẫn có một ý nghĩa lớn lao ra sao ta hãy cùng nhìn lại các thống kê về các con số. Hiện nay đang có khoảng 180 quốc gia trên toàn cầu có dân số dưới 25 triệu người. Đó bao gồm Úc, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Séc, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Áo, Syria, Israel, Singapore, Đan Mạch, Naui, Ireland, New Zealand, Campuchia. Pi đã có thể xem như một quốc gia và với hệ thống logistics rộng khắp. Ngày nay, nó là có khả năng tham gia vào mạng lưới thanh toán mua bán toàn cầu, hoặc ít nhất làm công cụ chuyển tiền phi biên giới rất nhanh chóng, dễ dàng. Trong thế giới cryptocurrency hiện đã có 100 triệu người chơi coin, số liệu ước tính 2021 theo Binance. Trong đó hai sàn lớn nhất là Binance chiếm 13,5 triệu, Coinbase chiếm 13,3 triệu khách hàng. Đầu năm 2021 PayPal cũng đã tham gia vào chấp nhận thanh toán quy đổi trực tiếp cryptocurrency. PayPal có 300 triệu khách hàng và doanh nhân. Deutsche Bank đã đưa ra con số dự báo thế giới sẽ có khoảng 200 triệu người dùng cryptocurrency đến năm 2025. Như vậy, nếu chỉ xét thành viên tích cực, có bấm nút xét không bỏ lỡ từ dưới 3 ngày, thì P bằng 1 phần 4 tổng số trader đang giao dịch crypto trên thế giới và số lượng gần gấp đôi số khách hàng có trên Binance lẫn Coinbase. Lẽ ra các nhà sáng lập Pi có thể mở luôn một sàn giao dịch mới về trao đổi crypto, hàng hóa, đổi tiền trên Pi thì ngay lập tức nó sẽ trở thành sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, hơn cả Binance hoạt động gần chục năm vẫn chưa thể đạt đến con số như vậy. Triết lý của Bitcoin là tiền của mình mình giữ, chẳng tin ai kể cả ngân hàng hay chính phủ không thể hack xóa sửa các giao dịch đã ghi vào sổ cái, không thể ngăn chặn chống lạm phát, minh bạch hóa sổ cái, chống rửa tiền. Nói đến Bitcoin, người ta lại nghĩ đến thế giới tội phạm rửa tiền. Thật ra điều này chẳng đúng. Liên Hiệp Quốc ước tính mỗi năm từ 2 đến 5% GDP của thế giới, 2 đến 4 nghìn tỷ đô là rửa tiền qua đô la và rất khó lần ra. Trong khi Bitcoin, nạn rửa tiền chỉ chiếm 1% giao dịch của nó khoảng 64 tỷ đô la và có thể theo dõi dò tìm từ sổ cái blockchain công khai. Dù sao, ngay cả như vậy, đã có quá nhiều người không hiểu cryptocurrency là gì. Họ vẫn theo cách suy nghĩ cũ, cái gì free là không hề có giá trị hoặc nó là scam, lừa đảo. Cần nhắc lại, cách đây chục năm, Bitcoin mã nguồn mở hoàn toàn free để đào. Bây giờ giá của nó đã trên 50.000 đô. Ethereum cũng đào free hiện có giá trị hơn 3.000 đô. Lẽ nào phần đông 90% nhân loại vẫn thích làm cừu để những kẻ y tiền chăn dắt? Họ vẫn luôn tôn thờ tiền do chính phủ in ra và nhà băng thì cất giùm. Dù các chính phủ này in tiền như điên do bộ máy quản lý quan liêu và công cành đã gây ra lạm phát mỗi năm ăn mòn tài sản ít nhất là 3%. Còn ngân hàng thì vẫn luôn điều tra soi mói hạch sách dù đang giữ tiền của chúng ta hàng ngày hàng giờ giúp họ ngày một giàu gia tăng tài sản. Ngay cả những cryptocurrency trader hàng ngày mà họ vẫn chẳng thể nhìn thấy viễn cảnh của Pi. Đến khi bước qua giai đoạn mainnet vào đầu quý 4 cuối năm nay và lít trên sàn, họ bắt buộc sẽ phải nhìn nhận vào cuộc chơi với gã trai trẻ Pi thật chẳng hề giống ai này. Dù sao, đa số người ta vẫn kỳ thị Pi, nhìn danh sách bạn bè họ hàng người thân chưa có tới 10% đăng ký Pi dù hàng ngày chỉ mất có 10 đến 30 giây bấm nút xét để tạo ra đào đúc ít nhất là 2,4 Pi mỗi ngày họ chẳng hiểu và nhìn các thành viên Pi với con mắt diễu cợt trong khi Bitcoin vẫn ngày bột tăng giá trị mắc hơn tất cả các loại tiền vàng kim cương các ca rất lớn như JP Morgan, Cha Sumimoto, Bank và công nghệ cao như Tesla, Starlink của Elon Musk thì lại đang lao vào. Về phía chính phủ các quốc gia, nếu như trước đây 2017, Nhật và sau đó là Singapore đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, xem như hàng hóa đổi hàng hóa giao dịch, thì mới nhất hôm 9 tháng 6, quốc gia Nam Mỹ El Salvador chính thức quốc hội lập pháp thông qua luật xem Bitcoin như tiền tệ ngang hàng với đồng đô la. Các quốc gia Nam Mỹ khác có động thái tích cực và không sớm thì muộn sẽ lao vào. Hãy chờ xem cuộc cách mạng cryptocurrency này trong vài năm tới. Pi là chàng trai trẻ đến sau nhưng sẽ về đích trước. Tâm nhìn của bạn đến đâu trong kỷ nguyên này? Đừng nói rằng bạn vẫn đang dùng chiếc Nokia đen trắng. Những điều mới lạ đều là cơ hội tốt cho mọi người. Quan trọng chúng ta có nhận ra giá trị của Pi hay không? Đó là tư duy của bạn. Chúc may mắn và thành công.